Thưa quý vị và các bạn, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, đoàn kết, cảnh giác, liêm chính, kiểm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng Thanh Hóa luôn coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn thứ 5 cả nước, có cả hai tuyến biên giới trên biển và trên đất liền. Hệ thống giao thông kết nối với khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, vùng Tây Bắc và tỉnh Hủa Phăn, Lào. Những đặc điểm nêu trên là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là trên tuyến biên giới đất liền với chiều dài hơn 213 km. Tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp, trong đó nóng bỏng nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy. Đây là loại tội phạm vô cùng nguy hiểm với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh. Để đấu tranh với loại tội phạm này, đòi hỏi lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng tỉnh không chỉ tinh thông nghiệp vụ, mưu trí, gan dạ, dũng cảm, mà phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị để không lùi bước trước hiểm nguy, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, góp phần giữ vững bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên biên giới, thời gian qua, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa lời Bác dạy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Phòng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới về hậu quả, tác hại của ma túy, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đặc biệt, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật ở nội, ngoại biên, trên biển, từ đó chủ động triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Cái công tác phối hợp, đặc biệt là phối hợp với phía bạn Lào, bởi vì chúng ta không có cái điều kiện mà cử lực lượng sang phía bên kia, cho nên là cái trao đổi thông tin với bạn Lào là phải thường xuyên. Vấn đề thứ hai là cái lực lượng đứng chân ở trên biên giới, công an, lực lượng hải quan trong vấn đề kiểm soát. Vấn đề thứ ba là đối tượng là thường có vũ khí nóng rất manh động. Thế cho nên là trong quá trình tổ chức kiểm tra thì phải sử dụng một cái lực lượng canh gác bảo vệ thật sự đảm bảo an toàn để trong quá trình, và phải tạo một cái thế bị động cho đối tượng. Đồn biên phòng Pù Nhi quản lý bảo vệ đường biên giới dài 21,8 km với 8 mốc quốc giới. Địa bàn quản lý gồm 32 bản thuộc 3 xã của huyện Mường Lát là Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý. Với địa hình núi cao, rừng rậm, có nhiều đường mòn, đường tắt qua biên giới, nên tình hình tội phạm ma túy diễn ra phức tạp. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Pù Nhi đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, làm tốt công tác phòng ngừa từ xa. Trong nhiều chuyên án, để lần theo manh mối hoạt động của các đối tượng, cán bộ chiến sĩ biên phòng phải nằm rừng, mật phục nhiều ngày nơi địa hình biên giới, núi cao hiểm trở, đi lại khó khăn, lên kế hoạch tác chiến hết sức thận trọng, chặt chẽ mới bắt được đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện và bắt giữ 10 vụ với 11 đối tượng, thu giữ 1.693 gram nhựa thuốc phiện, 3 gram heroin. Chúng tôi cũng quán triệt đối với cán bộ địa bàn rất rõ về cái nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ khi thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy. Thì trong quá trình tổ chức triển khai và phối hợp, thì trong tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đồn biên phòng Trung Lý và đội đặc nhiệm của phòng chống ma túy và tội phạm phá được một chuyên án, và đơn vị cũng đã chủ động tuần tra kiểm soát và bắt được một vụ trên một đối tượng.
Cùng với việc đấu tranh trực tiếp với tội phạm ma túy, đồn biên phòng Pù Nhi cũng đã bám bản, bám dân, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, từ đó có thể tránh xa ma túy. Các đồng chí chiến sĩ biên phòng đã bám sát với địa bàn cùng với chính quyền địa phương để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là ma túy và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó thì các đồng chí cũng cùng với nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, và đến thời điểm này tệ nạn ma túy cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Pù Nhi được đẩy lùi và giữ được cái bình yên cuộc sống cho người dân. Bản Tà Cóm thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Thực hiện lời Bác Hồ dạy về việc cán bộ phải gần dân, sát dân, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Trung Lý đã không quản ngại đường xá đi lại khó khăn, không quản mưa nắng, ngày đêm thường xuyên xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy cho người dân. Qua đó đã vận động được 18 đối tượng cai nghiện tự nguyện, nhận thức của người dân về tác hại của ma túy đã có những chuyển biến tích cực. Nghiện ma túy là cả gia đình, cả anh em đều rơi vào tình thế là khó khăn hoàn cảnh. Nếu mà có bao nhiêu thì cũng chia sẻ hết về cho những ông nghiện đấy. Và từ khi cán bộ công an biên phòng cũng hàng ngày tuyên truyền nên là tôi cũng nhận thức được những cái khó khăn đấy. Thì tôi vẫn tránh xa. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống ma túy, hậu quả tác hại của tệ nạn ma túy đối với cộng đồng. Qua đó đã nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn về công tác phòng chống ma túy, phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cam kết không bao che tiếp tay cho tội phạm ma túy, không trồng và tái trồng cây thuốc phiện. Trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2023, lực lượng phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và khởi tố hình sự 228 vụ, 251 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 68 bánh heroin, 24,8 kg nhựa thuốc phiện, trên 200.000 viên ma túy tổng hợp, 8 kg ketamine, 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật có liên quan. Qua đó, kịp thời ngăn ngừa cái chết trắng xâm nhập vào nội địa. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh của tội phạm về ma túy, thậm chí máu đã đổ xuống và có cả mất mát hy sinh. Nhưng những người lính biên phòng Thanh Hóa vẫn giữ vững ý chí quyết tâm, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy gian khó để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác phối hợp với các cái lực lượng chức năng đứng chân ở khu vực biên giới, đặc biệt là lực lượng công an tỉnh Hồ Phan nước bạn Lào, để thường xuyên trao đổi, nắm bắt các thông tin về hoạt động hiện hành của các cái đường dây đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới trên địa bàn tỉnh Hồ Phan, để chúng tôi chủ động phát hiện nguồn, xác lập các cái chuyên án kế hoạch nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với cái loại tội phạm ma túy qua biên giới. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các đồn biên phòng và lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm của phòng để rà soát, nắm chắc cái tình hình hoạt động hiện hành của các cái đối tượng đường dây xuất hiện trên địa bàn khu vực biên giới, để tổ chức xây dựng kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới. Cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều cam go. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, các cán bộ chiến sĩ lực lượng chống ma túy và tội phạm nói riêng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói chung vẫn đang ngày đêm bám sát địa bàn, quyết tâm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.